Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, chiều qua, Tòa Giám mục Thái Bình tổ chức gặp mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Dự buổi gặp mặt có giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình Đặng Văn Cầu. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã tặng hoa, tặng quà của tỉnh tới đại diện giáo phận Thái Bình và chúc mừng giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình cùng toàn thể các chức sắc tu sĩ, đồng bào công giáo đón lễ Giáng sinh an lành, đón năm mới 2024 sức khỏe hạnh phúc. Đại diện giáo phận Thái Bình cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các địa phương của tỉnh Hưng Yên và Thái Bình đã luôn quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện cho các hoạt động văn hóa tự do tín ngưỡng của đồng bào công giáo, đồng thời khẳng định đồng bào công giáo sẽ tiếp tục xây dựng sứ đạo, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, cùng chung sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.